Lại nữa, lúc Bồ Tát ấy thành Phật đạo vì chúng sanh nên chịu 5 việc. 1 là chịu các lao khổ, 2 là chịu bỏ cái vui tịch tịnh, 3 là chịu cộng sự với người ác, 4 là chịu tiếp đối cùng người, 5 là chịu vào đại chúng hội. Phật thầm đắc cái vô ly dục mà vì chúng sanh nên cam chịu 5 việc lao khổ, giống như hưởng thọ công đức ấy là đại sự, không thể nghĩ bàn, là chỉ cho Phật Pháp, Như Lai Pháp, Pháp người tự nhiên, Pháp người nhất thiết trí. Phật Pháp là, Phật gọi là giác đối với hết thảy vô minh, mê ngủ bắt đầu tỉnh giác, gọi là giác, Như Lai giống như chư Phật quá khứ, tu hành 6 ba la mật, được như tướng của các Pháp, đi đến Phật đạo, này Phật cũng còn đường như vậy đi đến, như chư Phật quá khứ đi đến nên gọi là Như Lai. Pháp người tự nhiên là hàng thành văn cũng có giác, cũng có như, nhưng nghe từ người khác ấy là Pháp đệ tử, nên nói Phật là người tự nhiên, không nghe từ người khác. Pháp người nhất thiết trí là Bích Chi Phật cũng tự nhiên đắc quả, không nghe từ người khác nhưng không có nhất thiết trí. Bốn thứ pháp ấy không có ai có thể suy nghĩ cân lượng nên gọi là không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng. Lại không có pháp gì tương tạo pháp ấy nên gọi là vô đẳng đẳng. Tu Bồ Đề sợ hàng Bồ Tát tân học chấp đắm bốn pháp ấy nên bạch Phật rằng: chỉ có bốn pháp ấy không thể nghĩ bàn, không có chi ngang bằng chăng? Phật đáp: các pháp sắc vân vân cũng không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng, vô đẳng đẳng. Trong đây Phật tự nói nhân duyên vì các pháp sắc vân vân không thể có được. Như vậy Tu Bồ Đề, các Phật pháp không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn như việc nói trên. Luận giả trước giải rộng, trong đây Phật nói được không thể nghĩ bàn là vượt qua tướng nghĩ bàn, vượt qua tướng đẳng đẳng. Về ý nghĩa, pháp niết bàn không thể nghĩ bàn. Về danh tự, vì thuộc thế đế nên có thể nghĩ bàn. Như hư không không thể nghĩ bàn là như phẩm trước nói, tướng hư không không thể nghĩ bàn. Thế nên nói không thể nghĩ bàn cho đến vô đẳng đẳng như hư không, vì hư không không thể lấy chi ví dụ nên gọi là vô đẳng đẳng. Tướng bát nhã ba la mật, tức là tướng Phật pháp không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng, vô đẳng đẳng, tức là tướng Phật pháp. Phật pháp ấy hết thảy thế gian, người, trời, Atula, không ai có thể nghĩ bàn cân lượng được trong 6 đường, mà trong đây chỉ nói 3 đường là chúng sanh trong 3 đường thiện còn không thể cân lượng, huống chi chúng sanh trong 3 đường ác. Hỏi: trong khi nói phẩm này, cớ gì số tỷ kheo ni Bồ Tát đắc đạo ít? Đáp: trong đây phần nhiều tán thán pháp chư Phật là không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng, không chi ngang bằng. Người nghe đa số tăng thêm tín căn, nên kẻ bạch y đắc đạo nhiều. Người nữ tuy có lòng tin nhiều mà trí tuệ ít nên đắc đạo cũng ít. Kẻ áo trắng tham đắm thế sự, trí tuệ cạn mỏng, căn tánh ám độn, không thể sạch hết lậu hoặc. Các tỷ kheo, các căn tín và tuệ bằng nhau, nhất tâm cầu đạo nên người sạch hết lậu hoặc nhiều. Tỷ kheo ni vì trí tuệ ít nên chỉ có 20 người sạch hết lậu hoặc. Tuy nhiều người được đạo quả ban đầu số vượt hơn kẻ áo trắng, nhưng vì không sạch hết lậu hoặc, không khác kẻ áo trắng thì trong đây không nói. Vào vô sanh pháp nhẫn thậm thâm khó được vào nên ít người. Lại vì người đối với pháp này gieo trồng nhân duyên ít sẽ được thọ ký trong hiền kiếp, là hoặc có người nói trong hiền kiếp ngàn đức Phật trừ 4 đức Phật sẽ thọ ký cho, hoặc có người nói đức Phật Thích Ca Văn thọ ký cho trong hiền kiếp làm Phật ở các thế giới khác. Hết cuốn 70 theo bản Hán. Cuốn 71 giải thích phẩm thí dụ thứ 51. Kinh: Phật bảo Tu Bồ Đề, thí như trong biển lớn thuyền bị vỡ, người trong thuyền nếu không dùng đồ vật, không dùng phao nổi, không dùng thấy chết, Tu Bồ Đề nên biết người ấy không đến được bờ kia, bị chết chìm trong biển. Tu Bồ Đề nếu khi thuyền vỡ, người trong thuyền dùng cây, dùng đồ vật, phao nổi, thay chết, nên biết người ấy chọn không bị chết chìm, an ổn, vô ngại, đến được bờ kia. Tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, cầu Phật đạo cũng như vậy. Nếu chỉ có tâm tin vui, mà không nương bát nhã ba la mật thâm sâu, không chép, không đọc tụng, không nhớ nghĩ đúng, không nương thiện ba la mật, tấn ba la mật, nhẫn ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật, không chép, không đọc tụng, không nhớ nghĩ đúng, cho đến không đường trí nhất thiết trùng, không chép, không đọc tụng, không nhớ nghĩ đúng, nên biết thiện nam tử ấy giữa đường bị suy hao, chưa đến đường trí nhất thiết trùng, chỉ thủ chứng thanh văn bích trì Phật địa. Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Phật đạo về vô thượng chánh đẳng chánh giác,
nên có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ham muốn, có hiểu biết, có buông bỏ, có tinh tấn. Người ấy nương bát nhã ba la mật thâm sâu, giữ gìn đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy. Vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên có tín, nhẫn, tịnh tâm, thâm tâm, ham muốn, hiểu biết, buông bỏ, tinh tấn. Vì được bát nhã ba la mật thâm sâu thủ hộ, cho đến được trí nhất thiết trùng thủ hộ. Vì được bát nhã ba la mật thâm sâu thủ hộ, cho đến trí nhất thiết trùng thủ hộ, nên chọn không bị suy hao giữa đường, vượt quá thanh văn địa, bích chi Phật địa, hay làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu đại giác cho chúng sanh, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề thì như nam tử nữ nhân cầm bình đất lấy nước, nên biết bình ấy không bao lâu tàn rã. Vì cớ sao? Vì bình ấy chưa nung chín nên trở lại về với đất. Cũng như vậy, tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, tuy có vì vô thượng chánh đẳng chánh giác mà có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có an ổn, có hiểu biết, có buông bỏ, có tinh tấn, mà không được bát nhã ba la mật phương tiện được thủ hộ, không được thiền ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật thủ hộ, không được nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, mười trí lực của Phật cho đến trí nhất thiết trùng thủ hộ, tu Bồ Đề nên biết người ấy bị suy hao giữa đường, rơi vào thanh văn bích chi Phật địa. Tu Bồ Đề thí như nam tử nữ nhân cầu cầm chiếc bình đã nung chín lấy nước ở sông, giếng, ao, suối, nên biết chiếc bình ấy giữ nước rất an ổn. Vì cớ sao? Vì chiếc bình ấy đã nung chín. Cũng như vậy, tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, có tín, nhẫn, tịnh tâm, thâm tâm, ham muốn, hiểu biết, buông bỏ, tinh tấn, lại được bát nhã ba la mật phương tiện thủ hộ, được thiền định tinh tấn, nhẫn, giới, thí cho đến trí nhất thiết trùng thủ hộ. Tu Bồ Đề nên biết người ấy không bị suy hao giữa đường, vượt quá địa vị thanh văn bích chi Phật, có thể làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề thí như bên bờ biển lớn, thuyền chưa trang bị, liền đem đồ vật chất lên trên, nên biết thuyền ấy bị vỡ chìm giữa đường. Thuyền cùng đồ vật ở chung một chỗ, đó là vì khách buôn không có lực phương tiện nên nó mất hết của cải. Cũng như vậy, tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, cầu Phật đạo tuy có tâm vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, có tín, nhẫn, tịnh tâm, thâm tâm, dục giải xả tinh tấn, nhưng không được bát nhã ba la mật phương tiện lực thủ hộ, cho đến trí nhất thiết trùng thủ hộ, nên biết người ấy bị suy hao giữa đường, mất hết chân bảo lớn. Chân bảo lớn là trí nhất thiết trùng, suy hao là rơi vào thanh văn bích chi Phật địa. Tu Bồ Đề thí như có người có trí phương tiện ở tại bờ biển trang bị thuyền lớn, sau mới đẩy xuống nước đem tài vật chất lên mà đi, nên biết thuyền ấy không bị giữa đường vỡ chìm, chắc chắn được an ổn đi đến nơi chốn. Cũng như vậy, tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, có tín, nhẫn, tịnh tâm, thâm tâm, dục giải xả tinh tấn, nhẫn nhục, giới thí cho đến trí nhất thiết trùng thủ hộ, nên biết người ấy đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bị rơi vào thanh văn bích chi Phật địa. Tu Bồ Đề thí như có người 120 tuổi, tuổi già các căn suy yếu, lại có các bệnh gió, lạnh, nóng, hỗn tạp bệnh. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy có thể từ giữa đường đứng dậy chăng? Tu Bồ Đề thưa, không thể. Phật dạy, người ấy hoặc có thể đứng dậy thì thế nào? Tu Bồ Đề thưa, người ấy tuy đứng dậy mà không thể đi xa, hoặc 10 dặm hoặc 20 dặm vì già bệnh. Phật dạy, cũng như vậy. Tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, tuy có tâm vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, có tín, nhẫn, tịnh tâm, thâm tâm, dục giải xả tinh tấn, nhưng không được bát nhã ba la mật thủ hộ, nên biết người ấy giữa đường rơi vào thanh văn bích chi Phật địa. Vì cớ sao? Vì không được bát nhã ba la mật thủ hộ. Tu Bồ Đề thí như người già 120 tuổi, trước kia tuổi già các căn suy yếu, lại có các bệnh gió, lạnh, nóng hoặc tạp bệnh. Người ấy muốn đứng dậy đi, có hai người mạnh dìu hai nách nói với người già rằng: đừng có sợ khó, muốn đi đến đâu hai người chúng tôi chọn không rời bỏ. Cũng như vậy, tu Bồ Đề, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì vô thượng chánh đẳng, chánh giác, có tín, nhẫn, tịnh tâm, thâm tâm, dục giải, xả, tinh tấn, nhờ được bát nhã ba la mật phương tiện được thủ hộ, cho đến nhờ có trí nhất thiết trùng thủ hộ, nên biết người ấy không giữa đường rơi vào thanh văn bích chi Phật địa, có thể đi đến nơi chốn là vô thượng chánh đẳng, chánh giác.
luận. Bồ Tát có hai hạng: một, hạng ngộ được thật tướng các pháp; hai, hạng tuy chưa ngộ được thật tướng nhưng đối với trong Phật đạo có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ham muốn, có hiểu biết, có buông bỏ, có tinh tấn. Tín là tiền nghiệp, tội phước, quả báo, tin và tu sáu ba la mật thời được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có người tuy tin Phật đạo nhưng tư duy từ lượng tâm không thể nhẫn chịu. Còn ở đây nhẫn được nên nói có nhẫn. Có người tùy nhẫn nhưng vì tà kiến nghi ngờ chưa dứt, tâm ô trược thanh tịnh, tâm ô trược không thanh tịnh. Còn ở đây thanh tịnh nên nói có tịnh. Có người tùy có tín nhẫn tịnh tâm nhưng có cạn có sâu, còn ở đây sâu nên nói thâm tâm. Có đủ nhân duyên của bốn thứ trên nên nhất tâm muốn được vô thượng đạo, không muốn việc gì khác, thế nên nói có dục. Rõ ràng quyết định biết vô thượng đạo là lớn, các việc thế gian là nhỏ, thế nên nói có giải. Vì có tâm dục giải quyết định nên buông bỏ của cải và buông bỏ các ác tâm, phiền não, sân lận, sân hận, vân vân, thế nên nói xả. Vì xả nên thường hay tinh tấn, có các công đức như vậy. Nếu không được bát nhã ba la mật, hoặc khi thân hoại mạng chung, hoặc bị ác tri thức làm trở ngại, thời mất Bồ Tát đạo. Vì có công đức của thế gian nên hưởng thọ quả báo thế gian, nhưng về sau rơi vào thanh văn bích trích Phật địa, không thể đạt đến vô thượng đạo. Trong đây Phật tự nói năm ví dụ: chiếc thuyền là dụ thân hành giả, phao nổi vân vân là dụ bát nhã phương tiện, chiếc bình là dụ Bồ Tát đạo. Bát nhã phương tiện là lửa, vì chiếc cùng bát nhã phương tiện hòa hợp nên không thể giữ gìn. Nước công đức của sáu ba la mật đạt đến vô thượng đạo. Không sửa sang chiếc thuyền là Bồ Tát không có phương tiện. Vật báu về các công đức tín nhẫn vân vân là năm chiếc thuyền thiện pháp ba la mật. Thuyền và báu ở riêng rẽ là ví, trái với bổn nguyện, hoặc hưởng thọ cái vui cõi trời cõi người, hoặc rơi vào nhị thừa. Lợi lớn là chỉ cho Phật pháp bảo và nhất thiết trí vân vân. Người già bệnh là ví Bồ Tát có các công đức tín nhẫn vân vân nhưng không dứt 62 tà kiến nên gọi là già, không dứt 108 phiền não nên gọi là bệnh. Từ giường đứng dậy là ví từ giường tam giới đứng dậy, ta sẽ thành Phật. Vì nhân duyên tà kiến phiền não nên không thể thành Bồ Tát đạo. Hai người mạnh là ví bát nhã và phương tiện. Bát nhã ba la mật hay dứt các phiền não tà kiến, lý luận đưa đến trong rốt ráo không, còn phương tiện đưa ra khỏi rốt ráo không. Kinh. Bấy giờ Phật nói với Tu Bồ Đề: lành thay, ông vì các Bồ Tát mà hỏi các việc ấy. Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Phật đạo, từ khi mới phát tâm lại đây, đem tâm chấp ta và của ta, làm việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, khi bố thí nghĩ rằng, ta là thí chủ, ta thí cho người ấy, ta thí vật ấy, ta tu trì giới, ta tu nhẫn, ta tinh tấn, ta nhập định, ta tu trí tuệ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nghĩ là thí, ấy là ta thí, cho đến ấy là trí tuệ. Vì cớ sao? Vì trong thí ba la mật không có sự phân biệt như vậy, xa lìa bờ này bờ kia, đó là thực trạng của thí ba la mật. Trong giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tán ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, không có sự phân biệt như vậy. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của bát nhã ba la mật. Người ấy không biết bờ này, không biết bờ kia. Vì người ấy không được thí ba la mật cho đến trí nhất thiết trùng thủ hộ, nên rơi vào thanh văn bích trích Phật địa, không thể đạt đến nhất thiết trí. Này Tu Bồ Đề, người cầu Phật đạo không có phương tiện thế nào? Tu Bồ Đề, người cầu Phật đạo từ khi mới phát tâm lại đây không có phương tiện tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Người ấy nghĩ như vậy: ta bố thí, thí cho người ấy, lấy vật ấy là thí. Ta trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhập định, tu trí tuệ. Tu trí tuệ như vậy, người ấy nghĩ là bố thí, ấy là bố thí, ấy là ta bố thí. Lấy việc bố thí mà tự cao, nghĩ ấy là giới, ấy là ta trì giới. Lấy việc trì giới mà tự cao, nghĩ ấy là nhẫn, ấy là ta nhẫn. Lấy việc nhẫn nhục mà tự cao, nghĩ ấy là tinh tấn, ấy là ta tinh tấn. Lấy việc ta tinh tấn mà tự cao, nghĩ ấy là thiền định, ấy là ta thiền định. Lấy việc thiền định mà tự cao, nghĩ ấy là tuệ, ấy là ta trí tuệ. Lấy việc trí tuệ mà tự cao. Vì cớ sao? Vì trong thí ba la mật không có sự phân biệt như vậy. Xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của thí ba la mật. Xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của giới ba la mật.
xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của nhẫn ba la mật, xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của tinh tấn ba la mật, xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của thiền ba la mật, xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của bát nhã ba la mật. Vì cớ sao? Vì trong bát nhã ba la mật không có sự nghĩ nhớ phân biệt như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Phật đạo không biết bờ này bờ kia, vì người ấy không được thí ba la mật thủ hộ, không được giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật thủ hộ, cho đến không được trí nhất thiết trùng thủ hộ, nên rơi vào thanh văn bích chi Phật đạo, không thể đến được nhất thiết trí. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát vì không được bát nhã ba la mật và sức phương tiện thủ hộ, nên rơi vào thanh văn và bích chi Phật đạo. Này tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát được bát nhã và sức phương tiện thủ hộ nên không rơi vào thanh văn và bích chi Phật đạo, mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây, do sức phương tiện bố thí không có tâm chấp ta và của ta mà bố thí, cho đến không có tâm chấp ta và của ta mà tu trí tuệ. Người ấy không nghĩ rằng ta có, đây là thí, đây là ta thí, không lấy việc bố thí để tự cao, cho đến bát nhã ba la mật cũng như vậy. Bồ Tát ấy không nghĩ rằng ta thí, không nghĩ rằng ta thí cho người ấy, dùng vật ấy thí, không nghĩ rằng ta chỉ giới, có chỉ giới ấy, không nghĩ rằng ta nhẫn nhục, có nhẫn nhục ấy, không nghĩ rằng ta tinh tấn, có tinh tấn ấy, không nghĩ rằng ta thiền định, có thiền định ấy, không nghĩ rằng ta tu trí tuệ, có trí tuệ ấy. Vì cớ sao? Vì trong thí ba la mật không có sự phân biệt như vậy. Xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của thí ba la mật, xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của giới ba la mật, xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của nhẫn nhục ba la mật, xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của tinh tấn ba la mật, xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của thiền ba la mật, xa lìa bờ này bờ kia là tướng trạng của bát nhã ba la mật. Vì cớ sao? Vì trong bát nhã ba la mật không có sự phân biệt như vậy. Bồ Tát ấy biết bờ này bờ kia vì Bồ Tát ấy được thí ba la mật thủ hộ, giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật thủ hộ, cho đến được trí nhất thiết trùng thủ hộ, nên không rơi vào thanh văn bích chi Phật địa, đến được nhất thiết trí. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát được bát nhã ba la mật và được phương tiện thủ hộ, nên không rơi vào thanh văn bích chi Phật địa, mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận: bấy giờ Phật chấp thuận ý tu Bồ Đề, lại nói nhân duyên là mất kết quả tu hành. Bồ Tát tùy tu hành thiện pháp, tín, nhẫn, vân vân cũng không được vô thượng đạo. Đó là vì đem tâm chấp ta và của ta tu sáu ba la mật. Trong đây nói không phân biệt bờ này bờ kia, vì tướng xa lìa là tướng của bát nhã ba la mật, mà lại phân biệt chấp trước tu hành, thế là mất. Trên đây tùy Phật nói nghĩa không có phương tiện, nhưng không nói cái danh không có phương tiện. Vì muốn khiến việc ấy rõ ràng nên bảo tu Bồ Đề, thế nào là có phương tiện không phương tiện? Bên trong không có tâm chấp ta và của ta, bên ngoài quán hết thảy pháp không, không thủ tướng, bát nhã phương tiện cho đến trí nhất thiết trùng thủ hộ Bồ Tát nên gọi là có phương tiện. Thủ hộ ở phía năm ba la mật được lực công đức, ở phía bát nhã ba la mật được lực trí tuệ, do hai nhân duyên ấy nên không mất đạo. Giải thích phẩm tri thức thứ 52, kinh Ma Ha Bát Nhã ghi: phẩm thiện trí thức. Kinh: bấy giờ tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, hàng Bồ Tát tân học nên học bát nhã ba la mật, thiền ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, trì giới ba la mật, thí ba la mật như thế nào? Phật bảo tu Bồ Đề: hàng Bồ Tát tân học nếu muốn học bát nhã ba la mật, thiền, tinh tấn, nhẫn, giới, thí ba la mật, trước tiên nên thân cận cúng dường thiện trí thức. Người có thể thuyết giảng bát nhã ba la mật thâm sâu. Người ấy dạy rằng: thiện nam tử, người có bố thí gì, tất cả hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, có chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, tất cả hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người chớ cho sắc là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ cho thọ tưởng hành thức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ cho thí ba la mật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ cho giới nhẫn tấn thiền bát nhã ba la mật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ cho nội không cho đến vô pháp hữu pháp không là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ cho bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ cho bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ cho mười trí lực cho đến mười tám pháp không chung của Phật
là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì cớ sao? Vì không chấp thủ sắc, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không chấp thủ thọ tưởng hành thức, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không chấp thủ thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không chấp thủ nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, khi tu bát nhã ba la mật thâm sâu, chớ tham sắc. Vì sao? Vì sắc chẳng phải cái có thể tham, chớ tham thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức chẳng phải là cái có thể tham. Thiện nam tử, chớ tham thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, chớ tham nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, chớ tham bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, chớ tham bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, chớ tham 10 trí lực cho đến trí nhất thiết chủng của Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết chủng chẳng phải là cái có thể tham. Thiện nam tử, chớ tham quả tu đạo hoàn cho đến quả A-la-hán, chớ tham bích chi Phật đạo, chớ tham Bồ Tát vị, chớ tham vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng phải là cái có thể tham. Vì sao? Vì các pháp tự tánh không. Luận. Hỏi. Tu Bồ Đề hỏi chỗ sở hành của hàng tân học, cớ sao Phật đáp việc tu hành vi diệu lâu ngày của Bồ Tát, đó là không chấp thủ hết thảy pháp, vì hết thảy pháp tánh không. Đáp, các pháp tánh không có hai: một, cái không của đại Bồ Tát ngộ được; hai là nhu thuận nhẫn của tiểu Bồ Tát học được, vì trí tuệ mà phát tâm. Trong đây chỉ nói về cái không của tiểu Bồ Tát học được. Lại nữa, có khi vị của trí tuệ Phật cả là Bồ Tát, nếu không có khí vị của trí tuệ thời tuy tu hành các công đức lâu ngày, Phật không cả là Bồ Tát. Thì như Phật nói, tứ trạng của đảnh pháp ở trong thành văn, đối với tam bảo có lòng tin chút ít, gọi là đảnh pháp. Lòng tin ấy cao hơn noãn pháp nhờ tu thiền định phát sanh, do tầm cõi sắc đạt được. Nó đối với vô ngại giải thoát của Phật là bé nhỏ, nhưng đối với người phàm là lớn. Như vậy, Bồ Tát mới phát tâm, có được khí vị của bát nhã ba la mật, nên có thể lãnh thọ sự giáo hóa gọi là tất học, quá hơn công đức năm ba la mật đối với người phàm là lớn, đối với Phật là nhỏ. Lại nữa, Phật không nói thẳng các pháp tánh không, mà trước tiên dạy cúng dường thân cận thiện tri thức. Nhờ thiện tri thức nói công đức năm ba la mật, thiện tri thức tùy mỗi mỗi giáo hóa, nhưng Phật chỉ khen pháp bất hoại, đó là đối với sắc pháp vân vân, không tham không đắm không thủ. Thế như chim cánh vàng mới xanh, từ một núi tu di bay đến một núi tu di, Bồ Tát cũng như vậy, mới học đã có thể sanh trí sâu xa như vậy, huống gì học lâu. Lại như đống lửa nhỏ có thể đốt cháy, huống gì là lửa lớn. Bồ Tát cũng như vậy, lúc mới học có thể dùng trí tuệ chuyển đổi pháp thế gian, khiến rốt ráo không đốt cháy các phiền não, huống gì đắc lực đầy đủ. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát làm được việc khó làm ở trong hết thảy pháp tánh không, mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật dạy: như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm được việc khó ở trong hết thảy pháp tánh không, mà có vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, các Bồ Tát vì an ổn cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì an lạc cho thế gian, vì cứu thế gian, vì làm chỗ quy hướng cho thế gian, vì làm nơi nương tựa cho thế gian, vì làm vỏ bãi cho thế gian, vì dẫn đạo thế gian, vì làm đạo rốt ráo cho thế gian, vì làm chỗ đi đến cho thế gian, nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì an ổn thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, khi Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem chúng sanh ra khỏi sáu đường, đặt vào nơi bờ niết bàn vô úy. Tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát vì an ổn cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì an lạc cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem chúng sanh ra khỏi cái u sầu khổ não, đạt vào nơi bờ niết bàn vô úy. Ấy là Bồ Tát vì an lạc cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì cứu thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cứu các khổ nạn trong đường sanh tử cho chúng sanh, cũng thuyết pháp để dứt các khổ ấy. Chúng sanh nghe pháp, tạm dùng tam thừa để được độ thoát. Tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát vì cứu thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Bồ Tát vì làm chỗ quy hướng cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cứu chúng sanh ra khỏi sanh già bệnh chết, ưu bì sầu não, đem đặt vào nơi bờ niết bàn vô úy. Tu Bồ Đề ấy là Bồ Tát vì làm chỗ quy hướng cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm chỗ nương tựa cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì chúng sanh nói hết thảy pháp không có chỗ nương tựa. Tu Bồ Đề ấy là Bồ Tát vì làm chỗ nương tựa cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy pháp không có chỗ nương tựa như thế nào? Phật dạy: Sắc không tương tục tức là sắc không sanh, sắc không sanh tức là sắc không diệt, sắc không diệt tức là sắc không có chỗ nương tựa. Thọ tưởng hành thức cho đến chính nhất thiết trùng cũng lại như vậy. Tu Bồ Đề ấy là vì làm chỗ nương tựa cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm đạo cứu cánh cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, nếu khi Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì chúng sanh nói pháp như vậy, tướng rốt ráo của sắc chẳng phải là sắc, tướng rốt ráo của thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết trùng chẳng phải là trí nhất thiết trùng. Tu Bồ Đề, tướng cứu cánh như tướng hết thảy pháp cũng như vậy. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tướng hết thảy pháp cứu cánh như thầy, các Bồ Tát đều nên tu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì cớ sao? Vì trong tướng rốt ráo của sắc không có phân biệt, trong tướng rốt ráo của thọ tưởng hành thức không có phân biệt, cho đến trong tướng rốt ráo của trí nhất thiết trùng không có phân biệt, cho là sắc, là thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết trùng. Phật bảo Tu Bồ Đề: Như vậy, như vậy, trong tướng rốt ráo của sắc không có phân biệt, trong tướng rốt ráo của thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết trùng không có phân biệt, gọi là sắc cho đến gọi là trí nhất thiết trùng. Tu Bồ Đề ấy là việc khó của Bồ Tát Maha Tát. Quán tướng các pháp tịch diệt như vậy mà tâm không ẩn khuất, không sợ hãi. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát nghĩ rằng các pháp thâm sâu ấy, ta nên biết như vậy sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp vì diệu tịch diệt như vậy, ta sẽ vì chúng sanh nói ra. Ấy là Bồ Tát vì làm đạo cứu cánh cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm gò bãi cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề hoặc ở giữa sông ngòi biển lớn, nước bốn bên bị gián đoạn, ấy là cồn bãi. Tu Bồ Đề sao cũng như vậy, đời trước đời sau làm gián đoạn, thọ tưởng hành thức đời trước đời sau gián đoạn, cho đến trí nhất thiết trùng đời trước đời sau gián đoạn. Vì đời trước đời sau gián đoạn ấy nên hết thảy pháp cũng gián đoạn. Tu Bồ Đề vì hết thảy pháp đời trước đời sau gián đoạn ấy nên tức là tịch diệt, tức là diệu bảo, nghĩa là không, không có gì thủ đắc, ái sạch hết không còn, đi dục niết bàn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem pháp tịch diệt vi diệu vì chúng sanh nói. Tu Bồ Đề ấy là Bồ Tát vì làm cồn bã cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm dẫn đạo cho chúng sanh như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì chúng sanh nói sắc chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch. Nói thọ tưởng hành thức chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch. Nói 12 xứ, 18 giới, 4 niệm xứ cho đến 8 tánh đạo phần, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch. Nói hết quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán Bích Chi Phật đạo chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch. Nói 10 trí lực cho đến trí nhất thiết trùng của Phật chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch. Tu Bồ Đề ấy là Bồ Tát Ma Tát vì làm dẫn đạo cho chúng sanh nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận: Tu Bồ Đề phát tâm hy hữu bạch Phật rằng: Các Bồ Tát chưa dứt phiền não, chưa đủ đại bi, chưa được địa vị bất thối chuyển, biết các pháp vốn tánh không mà có thể phát tâm vô thượng đạo, việc ấy rất khó. Phật nhận lời ấy rằng: Đúng như vậy, lại tán thán nhân duyên hy hữu của Bồ Tát rằng: Bồ Tát vì an ổn cho thế gian nên phát tâm an ổn là có thể phá hết thảy phiền não, rốt ráo không biến mất. Ví như thuốc hay chữa lành bệnh không cần hỏi ngọt đắng, chỉ cần rốt ráo trừ hết bệnh được an ổn. Phật hay làm cho chúng sanh thường an ổn, không kỳ hạn một đời hai đời. Cái vui của thế gian là có cái tuy an ổn mà không vui, có cái đời nay khổ đời sau vui, như uống thuốc đắng trong bụng an ổn, trong miệng không ngon. Thế nên nói Phật hay đem cái vui cho đời này đời sau. Sáu đường vì vô thường nên chẳng phải an ổn. Thế nên nói ra khỏi sáu đường gọi là an ổn. Cái vui thế gian là nhân duyên của đám trước,
nên lâu về sau chắc chắn sanh ưu não không gọi là vui. Cái vui niết bàn trước sau không biến đổi, để hết ưu khổ gọi là vui. Cứu thế gian là như người bị giặc bán đuổi bắt, nếu có thân thích, có thế lực, quan quyền thì có thể cứu. Chúng sanh cũng như vậy, vì nhân duyên của tội ác, các phiền não và bị ma dân đuổi bắt, chỉ có Phật thuyết pháp cứu hộ cho. Thế gian quy hướng là như người khi gặp gió dữ mưa mạnh chắc chắn tìm về phòng xá. Các tà kiến phiền não thế gian trong ngoài thân tâm khổ não, già bệnh chết, ưu khổ nên tìm về với Phật. Phật dùng các phương cách nhổ sạch ưu bi khổ não, nơi nương tựa là hết thảy pháp hữu vi, do nhân duyên hòa hợp sanh nên không có tự lực, không thể nương tựa. Chúng sanh bị khổ bức bách đến nương tựa Phật. Phật vì nói cho pháp không có nương tựa, pháp không có nương tựa là chân thật, đó là vô dư niết bàn. Năm uẩn diệt không còn tương tục, không tương tục tức là chẳng sanh chẳng diệt, chẳng sanh chẳng diệt tức là rốt ráo không, không có nơi nương tựa. Hỏi: nếu không có nơi nương tựa, cớ sao nói làm chỗ nương tựa? Đáp: nương tựa có hai. Một, các phiền não ái kiến nương tựa pháp hữu vi. Hai, trí tuệ thanh tịnh nương tựa niết bàn. Vì phiền não kiến nên nói không có nương tựa. Đạo cứu cánh là thật tướng rốt ráo không của các pháp, sắc pháp vân vân, đời trước không có, đời sau không có, đời hiện tại cũng không có. Kẻ phàm phu vì thế lực của ức tưởng phân biệt, nghiệp quả báo tỉnh thức nên điên đảo thế có. Còn thánh nhân dùng con mắt trí tuệ quan sát thấy điều hư vọng không thật, như đời trước đời sau, đời chính giữa cũng như vậy, nếu không có trước sau làm sao có giữa. Như vậy vì chúng sanh thuyết pháp là đặt chúng sanh an ổn trong đạo rốt ráo đệ nhất. Cồn bãi thế gian là như cồn bãi, bốn phía không có đất, sắc pháp cũng như vậy, đời trước đời sau đều không thể thủ đắc. Trung gian như trồng cứu cánh đạo đã phá, vì đời trước đời sau không nên trung gian cũng không. Nước là ví cho các phiền não ba lậu, bốn lưu và hết thảy pháp thuộc nghiệp quả báo, rốt ráo không, không có gì để thủ đắc, đó là niết bàn, là cồn bãi. Chúng sanh chìm ở giữa bốn dòng nước, Phật lấy con thuyền bát chánh đạo vớt lên đặt vào trên cồn bãi niết bàn. Có các nhân duyên như vậy tiếp độ chúng sanh, ấy gọi là dẫn đạo. Kinh: Bồ Tát vì làm chỗ đến cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề: Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì chúng sanh nói chỗ đến của sắc là không, nói chỗ đến của thọ tưởng hành thức là không, cho đến nói chỗ đến của trí nhất thiết chủ là không. Vì chúng sanh nói sắc chẳng phải chỗ đến, chẳng phải không chỗ đến. Vì cớ sao? Vì tướng của sắc là không, chẳng phải chỗ đến, chẳng phải chỗ không đến. Nói thọ tưởng hành thức, chẳng phải chỗ đến, chẳng phải chỗ không đến. Vì sao? Vì tướng thọ tưởng hành thức là không, chẳng phải chỗ đến, chẳng phải không chỗ đến. Cho đến trí nhất thiết chủng không, chẳng phải chỗ đến, chẳng phải không chỗ đến. Vì sao? Vì tướng trí nhất thiết chủng là không, chẳng phải chỗ đến, chẳng phải chỗ không đến. Như vậy Tu Bồ Đề: Bồ Tát vì làm chỗ đến cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì chỗ đến của hết thảy pháp là không, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong không chỗ đến, chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề: Chỗ đến của hết thảy pháp là vô tướng, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong vô tướng chỗ đến, chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề: Chỗ đến của hết thảy pháp là vô tác, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong vô tác, chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề: Chỗ đến của hết thảy pháp là không giấy khởi, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong không giấy khởi, chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề: Chỗ đến của hết thảy là không có gì của chính nó, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong chỗ đến không có gì của chính nó, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề: Chỗ đến của hết thảy pháp là như mộng, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong mộng chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề: Chỗ đến của hết thảy pháp là như huyễn, như vang, như bóng, như hóa, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong huyễn hóa chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề: Chỗ đến của hết thảy pháp là vô lượng vô biên, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong vô lượng vô biên chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề: Chỗ đến của hết thảy pháp là không cho không lấy, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong không cho không lấy, chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc.
Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là không cất lên không hạ xuống, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong không cất lên không hạ xuống, chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là không thêm không bớt, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong không thêm không bớt, chỗ đến chẳng phải chỗ không đến đều không thể thủ đắc được. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy là không đến không đi, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong không đến không đi, chỗ đến chẳng phải không đến đều không thể thủ đắc được. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là không vào không ra, không hợp không tán, không vướng không dứt, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong không vướng không dứt, chỗ đến chẳng phải không đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là ngã, chúng sanh, thọ, mệnh, người, giấy khởi, người khiến giấy khởi, làm, người khiến làm, kẻ biết, kẻ thấy, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì ngã cho đến kẻ biết, kẻ thấy rốt ráo không thể thủ đắc, huống gì có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là thường, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì thường rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là lạc tùy ngã, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì lạc tùy ngã rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là tham dục, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì tham dục rốt ráo không thể thủ đắc, huống gì có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là sân hận, si mê, tà kiến, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì sân hận, si mê, tà kiến rốt ráo không thể thủ đắc, huống gì có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là như, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong như không có đến, không có đi. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là pháp tánh thực tế, tánh không thể nghĩ bàn, chỗ ấy không thể vượt quá được. Vì sao? Vì trong pháp tánh thực tế, tánh không thể nghĩ bàn, không có đến, không có đi. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là bình đẳng, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong bình đẳng, chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là tướng bất động, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong tướng bất động, chỗ đến chẳng phải chỗ đến không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là sắc, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì sắc rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là thọ tưởng hành thức, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. 12 xứ, 18 giới cũng như vậy. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là thí ba la mật, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì thí ba la mật rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy là giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì giới ba la mật cho đến bát nhã ba la mật rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là nội không, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì nội không rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là ngoại không, nội ngoại không, cho đến vô pháp hữu pháp không, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì vô pháp hữu pháp không rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần rốt ráo không thể thủ đắc, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là mười trí lực cho đến trí nhất thiết chủng của Phật, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong trí nhất thiết chủ, chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là quả tu đạo hoàng cho đến bích chi Phật đạo, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong quả tu đạo hoàng cho đến bích chi Phật đạo, chỗ đến chẳng phải chỗ đến đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề chỗ đến của hết thảy pháp là vô thượng chánh đẳng chánh giác,
chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỗ đến chẳng phải chỗ đến, đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề, chỗ đến của hết thảy pháp, là tu Đà Hoàn cho đến Phật, chỗ đến ấy không vượt quá được. Vì sao? Vì trong tu Đà Hoàn cho đến Phật, chỗ đến chẳng phải chỗ đến, đều không thể thủ đắc. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy, ai tin hiểu được? Phật bảo Tu Bồ Đề, có Bồ Tát trước tiên ở chỗ chư Phật, tu sáu ba la mật lâu ngày, thiện căn thuần thục, cúng dường vô số trăm ngàn vạn ước Phật, thường đi theo thiện tri thức, hạng người ấy có thể tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người tin hiểu được Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy có tánh gì, tướng gì, hình mạo gì? Phật dạy: Dứt lìa tham sân si là tánh, tướng, mạo. Bồ Tát Ba Ha Tát ấy có thể tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Luận hỏi: Các việc trên chỉ lược nói, này trong chỗ đến cứ sao nói rộng? Đáp: Chỗ đến là cuối phẩm tóm tắt hết chỗ hội quy của chín việc trên, cho nên nói nhiều. Lại nữa, an lạc vân vân là chỗ đến đều đồng một nghĩa, đều cứu chúng sanh ra khỏi khổ, đưa đến niết bàn. Nếu mỗi việc nói rộng, thời không thể nói hết. Chỗ đến ở sau hết nên nói rộng, nên biết các việc khác cũng đều nên nói rộng. Chỗ đến của sắc pháp vân vân là không, nhưng hư không chỉ có tên gọi mà không có thực pháp, sắc pháp vân vân cũng như vậy. Cuối cùng quy về nơi không, vì tướng rốt ráo của các pháp chắc chắn là không, ngoài ra những cái khác đều hư vọng. Nhưng người lúc mới đầu tuy có lời nói lành, lâu lâu mới biết tình thật. Các pháp sắc vân vân cũng như vậy, khi vào vô dư niết bàn, thời cùng với hư không không khác, nên biết trước tiên cũng như vậy. Chỉ vì người phàm phu do quả báo điên đảo cho nên thấy khác, hết thảy pháp không có gì qua khỏi tướng không, vân vân. Nhưng người muốn vượt quá hư không không thể được. 16 danh tử ngã, chúng sanh, thọ mệnh, vân vân đều do năm uẩn hòa hợp. Dạ có danh tử đó chứ không có thực pháp, làm sao có chỗ đến chẳng phải chỗ đến? Nếu thường là ngã tịnh, bốn điên đảo, phá hỏng bốn thánh hạnh, như bốn pháp thường là ngã tịnh không thể thủ đắc, chỉ vì điên đảo, các pháp sắc vân vân cũng như vậy. Như thường là ngã tịnh không thể thủ đắc, thời vô thường khổ bất tịnh vô ngã, từ thường là ngã tịnh phát xuất cũng không thể thủ đắc. Thế nên nói, chỗ đến của hết thảy pháp là thường là ngã tịnh, là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Tu Bồ Đề hỏi Phật, pháp ấy sâu xa vi tế, ai sẽ tin hiểu được? Phật đáp, người có nhân duyên tu hành lâu ngày tin được. Lại hỏi, người tu hành lâu ngày có tướng trạng gì? Phật đáp, người ấy lìa tâm ba độc, cũng không thấy lìa, thâm nhập thật tướng các pháp. Hỏi, người ấy chưa được vô sạch nhẫn, làm sao nói dứt ba độc? Đáp, dứt có hai, một là dứt cội gốc, hai là dứt ngành ngọn chút ít. Hành giả không phân biệt được sự dứt ấy, không phân biệt, ấy là dứt, ấy là phiền não. Vì sao? Vì tướng phiền não điên đảo không nhất định, nên phiền não tức là dứt, nên nói là ly. Giải thích phẩm thú trí thứ 53, kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm thú nhất thiết trí, kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm điều phục tham đẳng 51. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát hiểu Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy sẽ đi đến chỗ nào? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát hiểu Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy sẽ đi đến trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đến được trí nhất thiết chủng ấy là làm chỗ nương tựa về cho chúng sanh tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bát Nhã Ba La Mật là tu hết thảy pháp. Bạch Đức Thế Tôn, không có gì tu, không có tu gì là tu Bát Nhã Ba La Mật, không thọ tu, hoại tu là tu Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo Tu Bồ Đề, những pháp gì hoại nên tu Bát Nhã Ba La Mật là hoại tu. Bạch Đức Thế Tôn, vì sắc hư hoại nên Bát Nhã Ba La Mật là hoại tu. Vì thọ tưởng hành thức 12 xứ 18 giới hư hoại nên Bát Nhã Ba La Mật là hoại tu. Ngã cho đến kẻ biết kẻ thấy hư hoại nên Bát Nhã Ba La Mật gọi là hoại tu. Vì thí Ba La Mật hư hoại nên Bát Nhã Ba La Mật là hoại tu. Cho đến vì Bát Nhã Ba La Mật hư hoại nên Bát Nhã Ba La Mật là hoại tu. Vì nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, quả tu Đà Hoàn cho đến trí nhất thiết chủng hư hoại nên Bát Nhã Ba La Mật là hoại tu. Phật dạy, như vậy, Tu Bồ Đề,
Vì sắc hư hoại nên bát nhã ba la mật là hoại tu, cho đến vị trí nhất thiết chủng hư hoại nên bát nhã ba la mật là hoại tu. Bấy giờ Phật bảo tu Bồ Đề, trong bát nhã ba la mật thâm sâu ấy, Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển phải nên niệm biết. Nếu Bồ Tát không đắm trước ở trong bát nhã ba la mật thâm sâu ấy, nên biết đó là địa vị bất thối chuyển, không đắm trước ở trong thiền ba la mật cho đến thí ba la mật, không đắm trước ở trong bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng, nên biết đó là địa vị bất thối chuyển. Luận hỏi: Bát nhã ba la mật chẳng phải chỗ đến, chẳng chỗ không đến, cớ sao tu Bồ Đề lại hỏi người tu bát nhã đi đến chỗ nào, và cớ sao Phật đáp đi đến nhất thiết trí? Đáp: Ngoài đạo nói các pháp tùy nhân đi đến quả, từ đời trước đi đến đời nay, từ đời nay đi đến đời sau. Vì phá cái điên đảo chấp thường ấy nên nói không có chỗ đến, chẳng phải không chỗ đến. Trong đây tu Bồ Đề đem tâm vô trước mà hỏi, Phật lấy tâm vô trước mà đáp. Bát nhã ba la mật rốt ráo không, đối với các pháp không chứng không ngại, được sự giải thoát không chứng không ngại. Vì không chứng không ngại có tính nhân quả tương tự, nên nói người hiểu bát nhã thâm sâu đi đến trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề thưa, vị Bồ Tát biết bát nhã ba la mật làm chỗ nương về cho hết thảy chúng sanh, như đứa con bị khổ não bức bách đến nương cha mẹ. Hỏi: cớ sao chỉ có vị Bồ Tát hiểu bát nhã ba la mật thâm sâu là chỗ nương về cho chúng sanh? Đáp: Vì Bồ Tát có tâm đại bi đối với chúng sanh nên thường tu tập bát nhã ba la mật. Vì tu bát nhã nên có thể hiểu hết thảy pháp đều thu vào bát nhã ba la mật. Thế nên tu bát nhã ba la mật tức là tu hết thảy pháp. Vì bát nhã ba la mật không có thật pháp nhất định có thể thủ đắc, nên trong kinh nói không có tu gì là tu bát nhã ba la mật. Trong bát nhã ba la mật hết thảy cách quán sát đều có lỗi nên không thọ, ấy là không thọ tu. Hoại tu là vì hết thảy pháp vô thường tán hoại nên gọi là hoại tu. Pháp có thể phá hoại là sắc cho đến trí nhất thiết chủng. Phải chấp nhận lời của tu Bồ Đề nói, cuối phẩm trên có nói tánh tướng dung mạo của vị Bồ Tát bất thối chuyển. Này nên thí nghiệm biết, đối với bát nhã ba la mật thâm sâu có đắm trước hay không? Nếu có đắm trước thời sai, nếu không có đắm trước thời là đúng tướng nó. Bồ Tát tu bát nhã ba la mật có hai hạng. Một là nhân bát nhã ba la mật quán hết thảy pháp rốt ráo không, bát nhã cũng tự không. Hai là không thể quán bát nhã cũng không, nên trong kinh nói thí nghiệm biết có đắm trước hay không. Kinh: Nếu có Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển khi tu hành bát nhã ba la mật thâm sâu, không cho lời người khác nói làm cương yếu, cũng không theo người khác chỉ dạy tu hành, vị Bồ Tát bất thối chuyển không bị dục tâm, sân tâm, si tâm trói buộc. Nếu vị Bồ Tát bất thối chuyển thời không xa lìa sáu ba la mật. Nếu vị Bồ Tát bất thối chuyển khi nghe nói bát nhã ba la mật thâm sâu, thời tâm không kinh không mất, không sợ không hãi, không hối hận mà hoan hỷ vui nghe, thọ trì đọc tụng nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như kinh nói, tu Bồ Đề nên biết Bồ Tát ấy đời trước đã nghe nghĩa lý trong bát nhã ba la mật thâm sâu, đã thọ trì đọc tụng giảng nói nhớ nghĩ đúng. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy có oai đức lớn nên nghe bát nhã ba la mật thâm sâu ấy, tâm không kinh không mất, không sợ không hãi, không hối hận mà hoan hỷ vui nghe, thọ trì đọc tụng nhớ nghĩ đúng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát nghe bát nhã ba la mật thâm sâu, không kinh không sợ cho đến nhớ nghĩ đúng, vị Bồ Tát ấy làm sao tu bát nhã ba la mật? Phật dạy: Tâm tùy thuận trí nhất thiết chủng, Bồ Tát nên như vậy tu hành bát nhã ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn: Thế nào gọi là tâm tùy thuận trí nhất thiết chủng, Bồ Tát nên như vậy tu hành bát nhã ba la mật? Phật dạy: Tùy thuận không là Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật thâm sâu. Tùy thuận vô tướng, vô tác, vô sở hữu, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, Bồ Tát nên như vậy tu hành bát nhã ba la mật. Tùy thuận như mộng, huyễn, sóng nắng, tiếng vang, biến hóa là tu hành bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Phật bảo tùy thuận không cho đến tùy thuận như mộng, như huyễn là tu hành bát nhã ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn: Bồ Tát tu hành pháp gì, hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết chủng? Phật bảo tu Bồ Đề: Bồ Tát không tu hành sắc, không tu hành thọ tưởng hành thức cho đến không tu hành trí nhất thiết chủng. Vì sao? Vì chỗ tu hành của Bồ Tát là pháp không có tạo tác, là pháp không biến hoại, không từ đâu đến, cũng không đi đâu, không chỗ trú. Pháp ấy không thể đếm, không có lường. Nếu không đếm không lường, pháp ấy không thể thủ đắc, không thể dùng sắc thủ đắc cho đến dùng trí nhất thiết chủng thủ đắc.
Vì sao? Vì sắc tức là nhất thiết trí tức là sắc, cho đến trí nhất thiết chủng tức là nhất thiết trí tức là nhất thiết chủng. Sắc như tướng cho đến trí nhất thiết chủng như tướng đều là nhất như, không hai, không khác. Luận, thí nghiệm, Bồ Tát bất thối chuyển là đối với lời nói của người khác, không sanh niệm cho là có thật, không thật. Vì sao? Vì người khác có hai hạng, hạng tại gia đắm trước cái vui năm dục, hư dối, bất tịnh. Hàng ngoại đạo xuất gia đắm trước đà kiến bất thật. Những điều hai hạng ấy nói đều không có thật sự nên không tin. Vì người tự chứng đắc thực tướng các pháp nên dù có Phật thân hiện đến nói lời phá hoại thật tướng các pháp cũng chẳng tin. Vì chứng được pháp vô vi nên tâm an trụ không còn di chuyển. Bồ Tát ấy tuy chưa được Phật đạo mà vì các phiền não tham dục vân vân đã bị trẻ mỏng nên không bị lôi kéo. Vì tâm thường không lìa sáu ba la mật, biết khí vị quả báo của thiện pháp nên tầm thường ưa vui, không đè sáu ba la mật. Có các nhân duyên như vậy để nghe bát nhã thâm sâu, không sợ không hãi, hoàn hỷ muốn nghe, đọc tụng hỏi nghĩa tu tập. Như sấm sét thời chim nhỏ sợ hãi dầu chết, còn chim lớn khổng tước vui mừng nhảy nhót. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, người tà kiến nghe thấy sợ hãi, vị Bồ Tát bất thối chuyển nghe thời vui mừng, tâm không nhàm chán không biết đủ nên nói là vui mừng muốn nghe. Trong đây Phật nói nhân duyên, Bồ Tát ấy ở đời quá khứ đã nghe bát nhã ba la mật thâm sâu, đã chứa nhiều phước đức, trí tuệ nên có oai đức lớn, có oai đức lớn nên không sợ hãi. Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát ấy nghe bát nhã ba la mật thâm sâu, tuy không sợ hãi nhưng bát nhã không có định tướng nên tu hành thế nào? Phật dạy, tâm tùy thuận trí nhất thiết chủng. Hỏi, Bồ Tát ấy chưa được trí nhất thiết chủng, làm sao tùy thuận? Đáp, thế nên nói tâm tùy thuận rốt ráo không, tức là tâm tùy thuận trí nhất thiết chủng. Trí nhất thiết chủng là tướng tịch diệt. Ở trong phẩm sau, Phật dạy hết thảy tướng tịch diệt là trí nhất thiết chủng. Thế nên nói tùy thuận rốt ráo không, tức là tùy thuận trí nhất thiết chủng. Tùy thuận vô tướng vô tác hư không, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, như mộng cũng như vậy. Tu Bồ Đề hỏi, tâm tùy thuận rốt ráo không, quán pháp gì? Phật đáp, không quán sắc cho đến trí nhất thiết chủng. Vì sao? Vì trí tuệ muốn cầu sự thật, sắc, vân vân là pháp hữu vi tạo tác đều hư dối. Trí nhất thiết chủng là thật pháp. Thật pháp nên vượt quá pháp hữu vi. Vì vượt quá pháp hữu vi nên nói pháp ấy là pháp vô tác, vô tác giả, không biến hoại. Không biến hoại là pháp ấy không từ sáu ba la mật đến, nên nói không từ đâu đến. Không đi vào trong Phật pháp nên nói rằng không đi đến đâu. Pháp hữu vi vì hư dối nên không trụ. Trong pháp vô vi vì không có ưu tưởng phân biệt nên cũng không trụ. Vì năm uẩn hòa hợp nên không có số lượng sáu đường. Vì hư hoại năm uẩn tương tục nên vô lượng vô số. Vì vô lượng vô số nên đường ngôn ngữ dứt. Vì đường ngôn ngữ dứt nên không thể do tu hành sắc pháp vân vân mà ngộ được. Trong đây Phật tự nói nhân duyên các pháp sắc vân vân tức là nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là các pháp sắc vân vân. Vì sao? Vì các pháp sắc như vân vân tức là nhất thiết trí như. Nhất thiết trí như tức là các pháp sắc như vân vân. Vì vậy nên nói như ấy là không hai không khác.